đây là cái chân chậu 40 nha bạn. Hai chân để cái chậu trơn, đây cái chân đã quay hoàn thiện rồi. Bạn thấy là những cái chân nó rất là lạ mắt, rất là đẹp nha bạn. Đó thì buổi chiều nay chúng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật quay cái chân chậu 40 này. Thì mời các bạn theo dõi những công đoạn và cái kỹ thuật chung làm nha. Cơ sở giúp kiện Sóc Trăng chào tất cả các bạn nha. Thì buổi chiều hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2021 thì đây là cái chân đôn chậu 40 bạn. Thì các bạn cứ chế qua cái lớp hồ cát lỏng cho nó bao quát cái ụ cát lại để mình quay cho nó cố định và mình lên cái lớp hồ tiếp theo nó dễ dàng hơn. Cái chân 40 này tương đối là dễ quay, nó một là nó nhỏ, hai là cái chỉ vuông vuông rất là dễ, cũng xi măng cũng rất là ít nên quay rất là nhanh nha bạn. Sau khi qua lớp hồ các bạn để kẽm vô luôn. Thì đây thì cái chân dù nhỏ hay lớn thì cũng để cộng kẽm cho nó chắc chắn nha bạn. Tổn cùi bắp. Nó nói gì nó con hai nè. Chứ đâu quen rồi nó mà chơi bản vậy. Đồ cưới luôn rồi cái thằng mạo luôn. Ôi, nó cưới mà chơi cái gì? Mày. Như mày tao. Ê mày tao như mày. Thôi quay đi. Mày hết tao không? Dạ. Nói chung là cũng có bị đâm làng à. Thôi rồi. Tao giữ lắm á. Thì cái chân này các bạn đi qua hai lớp hồ nó đầy à, rất là dễ quay. Các bạn thấy mới đi có hai ba lớp thì cái chân nó đầy hồ. Thì cái chân 4 này nó có hình những cái bật bật thì nó rất là lạ mắt, rất là đẹp nha bạn. Đứa nào nói tao là có nghiệp hết, nó quan trọng là phải dạy nó thôi. Ta mới quen ta thương yêu chết phải nghe lời chứ. Thì cái chân nó có ướt quá, các bạn gắt hồ khô lên cho nó gáo thì mình đi cho nó nhanh hơn. Thì cái chân 4 là kế cái chậu 3, chậu 3 là cái chậu nhỏ nhất và kế tiếp đó là cái chậu 4. Thì cơ sở nó có đầy đủ dạng chậu thì có từ 30 cho tới 1m2. Thì nó mỗi mẫu, nó mỗi kiểu nó khác nhau. Sản phẩm nó mình nó lạ mắt, nó đẹp hơn. Thì bên sở thì khuôn nào thì quay ra cái chậu đó chứ không có giãn ra giãn vô thì một là nó không có đẹp, nó xấu với nó trùng những cái kiểu với nhau thì cái chậu thì nó không có được đẹp như vậy. Thì cái chân này mình quay lần quay cái gạch cát khoảng tầm 5-10 cái gì đó, mình quay làm một lượt cho nó nhanh. Thì sau khi cái chân đã đầy hồ, các bạn tiến hành đi hồ dầu cho nó bóng, rồi nó láng thì lấy khuôn ra nha bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn cái lỗ lỗ gì nè vậy. Nhìn cho nó đủ luôn nha. Bạn thấy chân bốn nhìn nó rất là lạ đó, cũng coi như tròn, những cái bậc bậc như cái bậc thang, những cái gỗ bậc thang các bạn rất là đẹp. Thì cái mẫu bốn này cơ sở nó hoàn thiện cái chậu thì bán ở ngoài một cái nó 80.000 nha bạn, luôn chậu luôn chân đôn. Xong rồi các bạn lấy khuôn ra, hồ các bạn dán trong khuôn nó sạch xíu mình lấy ra nó sẽ hạn chế dính cái hồ trên cái chân. Thì xong cái này cái mình lấy qua đây, đi cái bên đây nha các bạn. Bên cơ sở chung ngoài cung cấp một số cái mẫu khuôn chậu tròn quay gắt dán chữ ý nghĩa, thì qua đó còn cung cấp bột màu và nước sơn sơn chậu. Thì đa số nó có, nó gồm có 10 màu, bột màu thì dạng bột các bạn pha với keo chống thấm, mình sơn rất là đảm bảo, rất là chất lượng, ít có bong chóc. Thì bên cơ sở thì chung cung cấp nước sơn luôn, các bạn có nhu cầu thì chúng sẽ hỗ trợ và ship giao cho các bạn. Thì cơ sở có bán một số cái keo composite silicon hóa chất để làm khuôn chậu, thì các bạn có nhu cầu cũng liên hệ với chung với qua hai số điện thoại là 0332394288 hoặc số điện thoại là 0378394330. Các bạn cứ liên hệ với chung qua số điện thoại trên. Xong nha bạn, chân rất là đẹp. Thì sau khi xong như thế thì các bạn cứ cắt hồ và lấy hồ ra nó là nó hoàn thành nha bạn. Đó, mình thấy hai cái chân chậu quay rất là bóng, rất là đẹp. Thì quay bóng đẹp như thế thì sau này mình chỉ quét cát rồi mình sơn lên nữa là đẹp rồi. Các bạn hốt hồ, lấy hồ ra, xong nha bạn. Thì hiện tại thì cái mẫu chậu 40 trơn thì bên cơ sở đã có khuôn cung cấp. Bạn nào có mua khuôn về mình làm chơi tại nhà hoặc là làm kinh doanh buôn bán, các bạn cứ liên hệ với chung hoặc là bình luận bên dưới cái video, chung sẽ hỗ trợ báo giá. Thì cái video của chung hướng dẫn kỹ thuật quay cái chân 40 tới đây là kết thúc. Thì cuối video chung chúc quý khách hàng và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.